Xin chào quý vị đến với chương trình Tấn Đạt với Thánh Vịnh trong dịp lễ Chủ nhật 3 thường niên 5A Thánh Vịnh 26. Và kính thưa quý vị, trong dịp lễ này, Tấn Đạt xin giới thiệu với tất cả quý vị hai Thánh Vịnh 26, một sáng tác của nhạc sĩ Viễn Sứ, Chúa là Sự Sáng, và một sáng tác của nhạc sĩ Tường Ân, Ánh Sáng Cứu Độ. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe. Chúa hãy
đặt niềm tin ở Ngài. Chúa là sự sáng, là đấng giải thoát con. Chúa là ánh sáng, là nguồn ơn cứu độ. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Tấn Đạt với Thánh Vịnh trong dịp lễ Chủ nhật 3 thường niên 5A Thánh Vịnh 26. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị.